Sau khi cháu bỏ đi, thằng Nam nó đã đi tìm cháu suốt 3 tháng trời. Ngày nào nó cũng đi tìm, bác cũng không thể cản nó được, đến mức nó phải nhập viện vì chảy máu dạ dày. Đúng lúc đó, đối tác làm ăn của bố nó đã trở mặt. Bố nó mất hết cả vốn liếng lẫn tài sản. Vào thời điểm đó, Châu đã ở bên gia đình bác, cùng gia đình bác vượt qua nỗi khó khăn đó. Rồi bố Nam đổ bệnh, phải vào viện. Và bác đã ép Nam cưới để chạy tang. Bác cứ nghĩ Nam và Châu đều là người tốt, chắc chúng nó sống với nhau sẽ rất ổn. Nhưng không ngờ chúng nó cãi vã nhau thường xuyên. Bác nghĩ một phần nguyên nhân chắc là vì Nam không thể nào quên được cháu. Vì vậy bác cũng không dám trách cái Châu. Nam nó đã xin bác hãy để cho nó sống thật với những gì nó mong muốn, để cho nó một lần được sống thật với tình cảm của nó. Thank you.